Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì các bạn, cái con xe này nè, nó hiện tại nó đang trong tình trạng á, nó không có khởi động được ha. Nó không khởi động thì mang lại cửa hàng mình á, thì mình sử dụng thiết bị mình kiểm tra đó các bạn. Mình kiểm tra nó không chạy thì mình kiểm tra tất cả bộ phận điện khác xuống là nó đã ok rồi. Đó, nhưng mà mình kiểm tra là bộ phận động cơ này nè các bạn. Đó, thì mình thấy là động cơ thì nó sẽ chết. Nó sẽ chết một mạch. Đó, và bắt đầu cũng vậy các bạn, bắt đầu nó chết. Đó. Thì chiếc xe này mình báo cho khách hàng á là nó bị một là mình giải ra nè, mình sẽ cứu cái mâm điện này được thì sẽ cứu. Còn nếu không cứu được thì thay mâm lửa. Đó. Thì con xe này nè, thì tất cả cô chú anh chị nè, con xe này là mua cực kỳ là rẻ tiền. Thì đây là cái con xe mà mua trên mạng á. Nó đa số xe trên mạng rẻ nè. Thì tất cả cô chú anh chị nhìn nè. Thứ nhất là cái sắt của nó nè. Nó mỏng nè ha. Thứ hai nè, thì tất cả cô chú anh chị nè, đường dây điện của nó nè, đi dây cực kỳ là nhỏ luôn. Đó, cực kỳ là nhỏ, cái ruột của nó là nhỏ xíu nè. Nó không có bự giống như tất cả những xe điện ha. Những xe điện mà người ta bán ở ngoài thị trường mà giá nó cao. Thì đây nè, cô chú anh chị đi thấy. Đó, sắt của nó nhỏ xíu nè. Đó, thậm chí là nó bị mục bị gãy luôn nè. Sắt của nó là nó dờn giống như gan như thiết. Đó, còn phột thì nó xài loại phột mà không có nhớt luôn nè. Đó, thấy không? Đó, thì đây là tất cả của chú anh chị mà mua xe điện trên mạng. Đó, ham rẻ thì nó bị như vậy. Đó, nếu mà chiếc xe này khi mà thay một cái mâm lửa mới, mâm lửa mà bằng đồng á, đó thì nó sẽ là 1,000,000 rồi đó. Đó. Tất cả của chú thấy không? Mọi cái mâm điện thôi mà bằng đồng thôi là đã giá nó 1,000,000 ngoài rồi. Đó, nói gì là chiếc nguyên xe điện này mà nó bán cho mình cực kỳ là rẻ. Đó, bởi vì khi mua điện xe điện rẻ thì tất cả cô chú anh chị phải nhận lấy cái đắng nè. Đó. Thấy không? Thay cực kỳ là đắt tiền. Đó. Mà chiếc xe này thì khách hàng mình báo với khách hàng, người ta không thay, là nói là về nhà nó nói mà không sửa hay là bắt cái đem cửa hàng khác gì mình biết. Nó thì không thay, nó là mua xe mới. Nó thì mình sẽ lắp ráp vô. Nó mình sẽ trả lại cho khách hàng ha. Đó. Vì khi mua xe điện rẻ thì tất cả cô chú anh chị cần lưu ý. Đó. Chiếc xe của mình nó có những gì đây nè. Chiếc xe này thậm chí là chạy nè, phuộc sao nó bị cong luôn nè. Không, phuộc yếu xìu của lò xo nó giống như nghe nó làm giống như nghe đồ chơi vậy. Đó, nó là bị cong luôn. Đó. Bởi vì khi mà tất cả cô chú anh chị khi mà mua xe điện ha, trên mạng mà ham rẻ quá thì cần lưu ý. Nó cái gì cũng có cái giá của nó trên nè. Đó. Rồi, hay là chào bạn Giang ha. Video của mình đã kết thúc. Các bạn xem video của mình thấy ok, nhớ cho một like và đăng kênh Hồng nhé. Cảm ơn các bạn.